ប៉ុន្តែសូមជំរាបសួរលោកអធិរាជនិងសួរលោកមេដឹកនាយកសួរបាទអ្នកស្ដាប់ទូរទស្សន៍ទាំងឡាយបាទខ្ញុំនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងមួយរយៈចុងក្រោយយើងឃើញថាប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនឹងបានព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលនៃការចាយវាយប្រាក់យន់ចិននិងប្រាក់ចិនសេងៗគ្នាវាអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសនានាដូចជារូបីឥណ្ឌាហើយ
រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជារូបិយប័ណ្ណដែលប្រទេសសមាជិករបស់មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិបានកំណត់ប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រជាជនក្នុងការជាតំណែងសំខាន់អន្តរជាតិដែលមានកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកជំនាញតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលប្រទេសចិននឹងព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើវិស័យហ
một hai đời sao tại Mỹ cái chuyện mà tiền đàn miền xét cách ông đáp lấy muối nông nghiệp xét khi một phần không hợp lo bài những cái đặc biệt tụ tập brain những cái đặc khăn lớn cái kiểu là brain được là đại cái hợp tác cái thô đô la đời sao tại một tế brain phía trên hiện hạ tác OPEC được gọi là OPEC plus luôn trong Rusia vẫn cái cầm nắp là brain được bọc luôn chia lôi đô la cái muốn đó là bạn vẫn nó tại một tế mà chất là bọc một tế đặc biệt brain nó tại cầm nắp brain bọc luôn chia lôi đô la hay và ai tụ tập chia lôi ion để cho đảm bảo còn cái một tế phía sau nó cứ đồng ra ơi một tế xây là mình cùng nòng trong tinh brain được bọc luôn nó đâu ra tụ tập chia lôi la chúng ta cứ ra ra lôi la nó cứ tiếp tục tụ lên nó không phải chỉ cam hay là bắt thua ra chiếc vì mình cần bàn chiếc bàn đài để sao ra sao chịu cam là cái video còn vô tha vì nghề xưa ra rupee bàn đầu tôi bàn vàng trong tư lý hay đã biết cam tại cùng rừng phiệp lịch thua rồi bà cạn đồ làm thêm tiền mỗi tiết xem phiệp lịch bà con dầu bài bà mình thay nhất hàm rách nhìn bà con dầu bài nhìn phiệp lưng muộn phiệp lưng muộn thì xa bàn dầu bài nó tâm hôn tiếp xa hay là bà thuộc bà mình luôn tình này nó tùm độc chất thì phục lô nó cả bà 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 đồ làm nó cả bà đồ tùm linh rồi có tin cho rồi còn làm trên bà đồ phòng như này dạng mà cái này khơi tha bà con dầu bài bằng bà chết bàn công phong vì vốt đã khơi miền cái không phần trai bà cạn thoi cả phần tay lưu bài bằng đồ lá thì hao tha là những lần tha ca cạn thoi đồ lá đó bà dầu bài tên cho được chia bạc rốn hay là bạc do bà chân chặt đàm riêng một càng bà miền bà luôn chứ bà làm đàm lúc xem lấy xong cặp xa lúc trong nền tích ta ca trai về từ lúc từ liền bà đã làm mà tôi bên những cái chi phí rồi bà mang đá nó không là ca tụ tập này cam ăn trả chiếc ca bình dục ấy nhưng mà hay bà mời tập đặt tay chiến miền bà mang phí rồi chỉ xếp lại dọn chân mà tôi bên không bà mơ ông pi công rất này ca bà đô la sẵn không đạt được muối hay bạc euro bảo vệ tiền mặt cho một trận luôn cứ sẵn không đạt được tí hay bạc yên bảo chân chặt đàm và bạc yên bảo chụp con hay là bạc giấy biểu chất bảo ông lấy nhưng mà đừng phía rồi các bạn mà chúng ta tham đô la người ta chỉ rupee bằng đại chiết để lấy thuốc nó càng đô bằng đại chiết còn đại chân nhưng chẳng đánh khơi như cả càng lắm chụp xét vào vì rụp bay bằng John rồi bằng một thiết rụp bay bằng đặc chất của score thay chứ rụp bay bằng là tôi cả nó đồ rồi nó chênh nông châu tôi tiền cái pháp luật này thay cả lụa lật tập hoa bọc chân cái chân qua chị diêm chúng tôi nhận định cả bạc bạc John chị chiên bạc đô la và xanh chị có đồ xì chúng tôi nên là bạc bạc đó có nâng chị diêm chúng tôi nhận định mình là bạc đô nó bạc John hay bạc bạc đô bạn ở công lược xem lại bạn lục bàn miền sạch ba hai tháp đã lá cho nơi lồng đập tim mũi môn kia nơi bị phục lục trong chỗ nào mà prạ sầm khăn sầm khăn lục bay bàn sầm khăn sầm khăn tiệm tam đại miền ất bồ nơi phục lục nữa tuy nhiên tam giác ca sắc xa sai chiều trong khỏi mũi rồi bờ cầm bạc xa cái ca on trạ chiều cái ca bồ tề council on foreign relations là miền mũi thành nơi thì không new york nơi xã đàm rảnh như là kinh tha ất bồ này prạ đà lá nó bờ cất chi ca tu tuật để cam nơi lời scalo miền đào từ chết hốc sắp rồi nó bắt đầu máu bắt đầu đại ប្រាក់រូបិយប័ណ្ណបន្តដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ឬកិច្ចការវិទូទាត់ហ្នឹងគឺរូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូនៅលើពិភពលោកមាន 20% បន្តដោយរូបិយប័ណ្ណយន់របស់សមាជិកស្រេចរូបិយប័ណ្ណយេនរបស់ជប៉ុននិងបន្តដោយរបស់អង់គ្លេសចំណែកឯប្រទេសចិនវិញគឺមានតិចតួចបំផុតគឺយើងឃើញថាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2000មកហ្នឹងចិនបានព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលនៃប្រាក់យន់របស់ខ្លួនពង្រឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ហើយនាំគ្នាចាយវាយនៅក្នុងការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មឬការវិនិយោគហ្នឹងគឺមានតែប្រមាណគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2023មានប្រមាណជា 3% ប៉ុណ្ណោះជាពិសេសការឡើងខ្លាំងក្រោយពេលដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមបើកសង្គ្រាមឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយរុស្ស៊ីរងនៅទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះពីសំណាក់អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំសូមងាកទៅបណ្ឌិតរវណៈវិញម្ដងបាទបណ្ឌិតរវណៈមានមតិយោបល់ទូទៅនឹងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគាត់លើកឡើងថាជាពិសេសពេលដែលកម្ពុជាយើងបានទៅចុះហត្ថលេខាធានាគេកដាលយើងមានអ្នកស្រីជាស្រីជាអគ្គទេសាភិបាលបន្តវិញពីឪរបស់គាត់ហ្នឹងនៅធនាគារជាតិហ្នឹងទៅចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសចិន PBC ឬ People Bank of China ហ្នឹងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទូទាត់ទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មជាលុយយន់ចិននៅកម្ពុជាមកតែទូទៅហ្នឹងពរដ្ឋថាពួកគេមិនខ្វល់ទេសំខាន់លុយអីក៏ដោយឲ្យចាយទៅហើយបានដោះដូរទំនិញកាត់តែការមិនខ្វល់ខ្វាយនេះលំដិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលចិនបរិយអត្តពលប្រយ័ន្តហ្នឹងអត់ស្គាល់ជាសារសាច់ថ្មីមកទៀតហើយជាសេចក្ដីជាសួរលោកសេមលីបាទតែជាសាច់យកខាងថ្ងៃនេះមែនទេខ្ញុំអាចព្យាយាមឆ្លើយទៅសម្ដីលើកមុនដែរបន្តិចតួចបន្ថែមទៅគឺកាយរូបិយធអន្តរជាតិ IMF នឹងទទួលស្គាល់រូបិយធអន្តរជាតិ7ថែមពីលើលោកសេមលីទៀតបាទគឺប្រាក់បាទដុល្លាររបស់កាណាដានិងប្រាក់ Francតាមរបស់ស្វីសបាទបន្ថែមលើ5ទៀតតែគេទូស្គាល់ថាមាន7តែគេប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងចំណងគឺដុល្លារដាក់ទុនទីស្ខាន់រហូតដល់ 90% នៃការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបាទមិនទេទៅយើងដឹងហើយថាចិនកំពុងតែរះឡើងជាមហាអំណាច
ជាដៃគូវិវាទនឹងអញ្ចឹងឃើញដល់ដល់ដល់ទូនទីកាត់តាំងទីកម្មចាប់ទៅនៅសង្គ្រាមលោកលេខទី បាទច្បាប់មែនតើគឺមានថៃបាទអញ្ចឹងថៃមានចូលក្នុងនឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងវាមានច្បាប់ហ្នឹងគេគឺរុស្ស៊ីបាទព្រោះរុស្ស៊ីក្រោយតែយើងលើកឡើងមិញគឺក្រោយពេលដែលរុស្ស៊ីស្រីមានអ៊ុយក្រែនទៅអញ្ចឹងអាមេរិកដែរជាមហាអំណាចពិភពលោកស្នូហើយដែលជាអ្នកក្តោបក្តាប់នៃស្ថាប័នអន្តរជាតិអញ្ចឹងអាមេរិកដែរជាមហាអំណាចពិភពលោកស្នូហើយដែលជាអ្នកក្តោបក្តាប់នៃស្ថាប័នអន្តរជាតិអញ្ចឹងអាមេរិកដែរជាមហាអំណ
ហើយជាពិសេសគឺដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងមានរុស្ស៊ីបាទមានសាវីអារ៉ាប៊ីមានអាហ្សង់ទីនបាទមានប្រេស៊ីលមានបង់កាដេសបាទគេថាអ៊ីរ៉ាក់ថៃឡែនហើយចង់ក៏និយាយអញ្ចឹងនិយាយមកវិញបាទបាទហ្នឹងហើយអរគុណលោកបាទបាទអញ្ចឹងបាទចឹងអញ្ចឹងតំបន់សំរុបវិញហ្នឹងហើយសូត្រថាខ្វល់ខ្វល់បាទអញ្ចឹងឲ្យបានយើងត្រូវដឹងថាដំណើរសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានស្ថិរភាពហ្នឹងគឺមិនអាចបាក់ខ្សែពីគុណតម្លៃនៃស
តែអាចរសាសំដាប់ធ្លាប់ពីគ្រប់លោកបានយើងមហាណៃអាចរសាសំដាប់ធ្លាប់គ្រប់លោកបានវាតតែឥទ្ធិពលនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកមិនដឹងរបស់អ្នកចង់កាត់ប្រសាសន៍លោកត្រង់នេះថាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចិនហ្នឹងយកគំរូតាមអាមេរិកចង់បង្កើត World Bank ខ្លួនឯងចង់បង្កើត IMF ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងឃើញចិនបានបង្កើតធនាគារនៅក្នុងគម្រោងកំណត់ដោយដើមខ្សែក្បាត់និងផ្លូវ BOI របស់ចិនហ្នឹងបង្កើតធនាគារមួយដែលមានលក្ខណៈស្តីងគ្នានឹងធនាគារពិភពលោកដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យទៅប្រទេសទាំងឡាយណាដែលចង់យកទុនទៅវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោង BOI តើអាចទៅរួចទេដែលចិនចង់ធ្វើ World Bank ខ្លួនឯងចង់ធ្វើ IMF ខ្លួនឯងបាទគ្រឿងគម្រោងបំលែងក្នុងការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកនឹងតាមយ៉ាងផែនការរបស់សាចិនគឺមានមេត្តាដូចគ្នាដែរដោយសារតែចិនអនុវត្ត20 30ឆ្នាំគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តអតិស្តីភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនួននៅក្នុងយុវជនដាក់ចិត្តហើយមកគេគ្រប់គ្រងជោគជ័យគាត់ជាជោគជ័យសំចាក់ថាអាមេរិកតែបង្កើត IMF ឲ្យ World Bank ក៏ដោយគឺគាត់រក្សាសម្លេងឆ្នោតដែលมันអាចធ្វើឲ្យប្រទេសណាមួយអាចទិញភាគហ៊ុនឬក៏ share ដើម្បីក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងការ challenge ទៅលើគោលយោបាយ challenge ទៅលើរដ្ឋាភិបាលជេងឬក៏កែប្រែអ្វីដែលជាធំកំភួនទៅដល់គោលយោបាយនៃការប្រែប្រួលនៃសិទ្ធិអំណាចរបស់អាមេរិកទេអញ្ចឹងអាមេរិកបានប្រសាសន៍ថាចិនដូចគ្នាដែរចិនបង្កើតបាទគម្រោងនៃការអនុវត្តបែបរត់ឬក៏ BRI ហ្នឹងគេអាចមានទនីយាចិនជាចំណុចកណ្ដាលស្នូលហ្នឹងហើយមកយើងដឹងមានAIIB ហ្នឹងបាទ Asian Central Bank ទនីយាអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីហ្នឹងគឺដើរតួនាទីស្នូលដូចគ្នាគឺចិនជាអ្នកក្តោបពាក្យហ៊ុនធំហើយអត់មានប្រទេសទាំងអស់ត
tăng lại nè, ai miễn phí rồi miễn online, đọc đặt hay phí hôn là vậy, ai tới dịch trên và trên cho mọi người chân đoạn bản lịch này chân cầm đồ đứng cầm đồ mới khởi nghiệp thì tham liên hai chữ tá cục công từ phục lộ về kia hai bà phát rồi bây giờ thâu nắng chia opco sẽ cái chân gọi là chữ opco này dọ bái làm bây giờ cục công phục lộ đặt bị khóc viêm bích đại miền sơ sơn bốn nhầm tọa mà chọn mấy cái bích để so 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 mấy cái cứ sơ sơn vô thì chắc anh bích chia mà ha là vô thì bị phục lộ lệch ngồi tiệt mà chẳng tạm giả cảm đặt là tôi rồi bị cục công phục lộ សូសឡំទី3នេះគឺសូសឡំសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងលើកឡើងពីថ្ងៃនេះថ្ងៃ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 ថ្
tuần bầm rong campuchia nâng nơi nơi ăn trà chiên nâng cứ miền đồ hột đào tới chết mà pay pon liền đồ làm lấy thành tâm nâng miền campuchia của bạn đồng col miền sơn nâng phần ăn chiên sam sắp một mối tàu cả là bạn chỉ miền sơn nơi thành kia suy nơi thành kia ông lệ chỉ đạp bạn lúc xem mình đi chui bây giờ đại khái mới nghe số đạm nó sẽ tới tuần bầm rong ăn trà chiên nó hai tay bạn chỉ bắt tay mồi mồi chạm bắt thở miền tuần bầm rong ăn trà chiên với đại lục tây tạng nhiều làm trai dương lộc bà hàng tha mà giống miền đào tới chết mà pay pon liền Tôn bầm rong ăn đại chiết nó cứ chia một phép trong sầm bát bỏ rót muối ra sao tục lâu thì nhiệt cái đá rồi còn thì nhiệt kia bỏ tết rồi còn những ai thà thì nhiệt kia ai có nói ở cái ai ra sao trong sầm bát đang bán hay pháp gia gì cả ra sao tôn bầm rong ăn đại chiết bỏ tết nó cứ tập bắt bị chịu cái này cả cà pia sẽ được cái bỏ tết muối bị hai nếp hay xinh xí tôn bầm rong ăn đại chiết để chúng ta tới trong sầm bát bây giờ tôi bảo đại chiết dân mình trong tình miền lôi miền biển thế miền lôi đô la miền lôi yon miền lôi euro chúng ta đồng bay tình là con để tháp bát tê nâng tàu cá chẳng lẽ thà nó bị chết trong sầm bát bỏ tê muối để cục đồ đó cái đá để cái kia chết bỏ tê nó rồi cái ai tha chia nhà thô rupee mà thô như hạt kho thì sao để mà tin nhất trong miền tôm rồng đã chết hạt kho thì muối đồng bay là xa ban được xe thiệp ở tam đô trạng hạt kho thì phải phải sản phẩm tốt cầm chay bỏ tê ở toàn tây bắc để sao để bỏ tê không phù hợp được bỏ tê là miền cô nhiều bài ở xa cắm cứ miền các chay bùng nổ thì bỏ tê sáng chúng ta sẽ dành tiền tôm lùm rồng thế vì nó bắt bông tiếp chế chạy rồi bỏ nhạt đào tạp một chay nó vì chỉ hạt mới để bày bằng hai nhánh mặt tiếp này cả nên tiền bọc luôn đây hạt còn thì bày nó cứ prapra sản phẩm đào hay là nhập tiền đào cả đào công phun được đào nhạt video đào bày nón chỗ platform thì bỏ tiền nó phải bỏ tiền mua chung người cả phát hạt rồi bày bàn bỏ tiền để cái này bàn làm cả đào luôn để bên trong đặt tiền hạt còn cái đó cứ gặp prapra tôm lùm rồng tôm lùm rồng bên nhập mặt hay là bắt thục và sẽ dùng miền lôi chán bầm rong tóc nâu thì cái nào cũng được thì kia bỏ thế hiện do tôi bầm rong là bay mờ nó sai vì bắt sẽ được cạnh làm bay chơi sạt một chất nên là xa sẽ được tiếp sẽ được cạnh bỏ thế sao bạn bị phong lỗi chỉ mình thiệt phải bằng là chiến mình mang chia sao bạn lại càng cặp tôi bầm rong ăn đại chết luôn nên bỏ thế còn là chết ngay mùi trong cái đó vì mình tập thế và tha tôi bầm rong tôi ăn hứng tới khác một điểm lớn tiếp tục là sao tôi bầm thế nào giờ mai cái đấy anh em mới kịp đo một chất có được chỉ cả control nên hay là một tiền đo một test mặt chất để bổ sung năng theo bánh hạt tôi là phiên cả tu tốt nè nên là chấm này ít chấm đôi ít chẳng hay việc gặp bạn chẳng bạn sẽ cần được xem lại bà chấm phụ ca bạn vô lời bánh hạt tôn bầm rong ăn trả chiến đi bà vẫn có miền ca chập rắm đại tham đội lùm đất rồi bạn bạn được lắng hay thật chân chia riêng cho cùng ru ta làm với trong bậc ca world bank trong bậc ca im ai phải luôn ai như nắng có bàn tay đầm bay thôi chẳng ná bàn sáp ở pool này prat đô la rồi bạn vậy ta một tôi bên đi lục xem lại mới khơi thả ở pool prat đô la nắng giờ mai thái này lời ăn trả chiến nắng ca chạy về từ từ nắng tại prat vô nắng chia riêng cùng ri ở pool để bàn trong tại bay phía rồi này lời vì pool này ca tụt tụt mình về việc kinh doanh cam được ca vừa viên dụng ta từng ngày một tới yon ăn miên ăn pool khăng khla bàn bàn nào đấy rồi có ai cặp mặt thoi rồi bàn sáp ăn pool prat đô la rồi bàn bàn nào đấy khi ông cái thằng cặp mặt thoi như bán chúng ta cặp mặt tam đó này thì bạn hay cặp mặt thoi như vì ăn đồ cà phê với lía và sai từ lời sang là tiếp sẽ được cách năng tiếp chưa thực chất được bao nhiêu video có được chụp cái niên niên không còn lộn từ lời cả cục crom này chỉ là một thôi bỏ chân đây những cái thằng chân gấp chị diêm cặp mặt thoi cặp bên phải cặp đồ làm vậy những việc lưng thằng gặp cái mà chăn cặp thoi thì chụp thằng chân còn không không làm việc cả thôi bị bật cam tôi một rồng tạo bỏ luôn mình tâm tệ tinh đô la tục đấy đang tìm lôi đô la lôi rupee ban bỏ tiền sinh kiện rồi có chỉ riêng thứ mấy chúng rồi cả phương bất cam đặt đồng bất cam đôi chiếc lục đặt đồng nặng lực lang rosi được chấn phải mấy cái bàn mặt cả prata rupee ban chết bỏ bộ kế còn cả bàn đồng bất cam thêm cái gì nhé rồi gặp lại thôi gặp được bài được đô la chân là arabi sao biết được sao đi làm biến cái tiếp từ to chụp lại do nó bật chấn một cái bên chết tinh prebi bị arabi sao biết còn là chụp bất tiền sinh kiện được không mình đào bất tiền smart check opec plus trong đấy
ប្រទេសចិនក៏ជាយើងខ្ញុំជំរុញឲ្យប្រទេសនៅក្នុងក្រុមខាវប្រទេសប្រិកណាដែលមានប្រេស៊ីលឥណ្ឌាចិនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានកំពុងធ្វើការចរចាលើការទូតដល់ប្រើប្រាស់ប្រាក់ប្រៃបានក្នុងសុខរបស់ខ្លួនទាំងប្រាំប្រទេសហ្នឹងក្នុងការបោះដូរពាណិជ្ជកម្មធ្វើកិច្ចការជាភូតគីយើងឃើញថាគេព្យាយាមធ្វើម៉េចចិនក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានកម្រិតដូចនេះចិនហ្នឹងឬក៏ក្រុមប្រទេសប្រិកព្យាយាមធ្វើម៉េចកាត់ប
ហើយបើសិនជាយើងទិញលុយដុល្លារបារសិនជាយើងទិញលុយដុល្លារបារសិនជាយើងទិញលុយសិងមលីបន្តិចសូមជាស្រ័យថាអត្តពលនៃការប្រើអត្តពលនៃការប្រើប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងទៅដាក់តនកម្មពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះបើប្រទេសតូចតាចដូចកម្ពុជាយើងងាកទៅចិនហើយស្រាប់ទីផុតពឹងផ្អែកលើប្រាក់យន់ចិនខ្លាំងពេកទៅចិនមិនប្រើប្រាក់យន់ចិនហ្នឹងធ្វើជាគោលដៅនៃការដាក់តនកម្មដូចគ្នាទេឬយ៉ាងម៉េច ដែលខ្លីបាទអឺជាទូទៅបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់យន់នៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងកម្ពុជានៅក្នុងការទូទាត់ឬក៏ចរាចរណ៍ប្រាក់យន់នៅក្នុងស្រុកនោះវាខ្លាំងពេកវាអាចបង្កហានិភ័យដល់អាក្រិកភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាដែរយើងឃើញថាកម្ពុជាក៏ខ້ອຍនេះឃើញថាមានការពឹងផ្អែកការនាំចូលទិញផលិតផលពីចិនច្រើនចឹងហើយបាទចឹងកម្ពុជាមានចំនួនយ៉ាងកម្ពុជានោះទូទាត់ជាលុយយន់ហើយយើងគិតថាក្រុ
ន់ទៅលុយខ្មែរឬក៏អាចដូរលុយយន់ទៅជារូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជាដុល្លារដើម្បីទិញផលិតផលមួយចំនួនពីចិនជាដើមប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗនេះដូចលោកមានរដ្ឋលើកឡើងការពីថ្មីៗនេះគេជារបស់កម្ពុជាទៅគេដល់របស់ចិនគឺយើងធ្វើកិច្ចធ្វើទាត់សារណៈយកចូលទៅព្រមព្រៀងដើម្បីថ្មីឲ្យលុយយន់ចរាចរនៅក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជានោះវាជាផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកវិនិយោគចិនដែលរស់នៅក្នុងផ្នែកច្រើនហើយតាមនេះកម្ពុជាខ្លួនឯងក៏បានកំពុងតែខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការចរាចរលុយរបស់ខ្លួនឬក៏ការទូទាត់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដោយមិនចាំបាច់ប្រើលុយដុល្លារដែរអានោះវាជាផ្នែកមួយនៃការដាក់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់លុយដុល្លារទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកសេមលីដែលសារពេលវេលាយើងសឹងតែអស់ទៅហើយនៅសល់តែ2នាទីខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសចុងក្រោយទៅលោកបណ្ឌិតអរវណ្ណៈវិញចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយលើបញ្ហាហានិភ័យមួយចំនួនដែលលោកមើលឃើញដល់ខ្លីៗថាតើពេលដែលយើងងាកទៅរកប្រាក់យន់ចិនពឹងផ្អែកប្រាក់យន់ចិនប្រទេសតូចតាចដូចកម្ពុជាទទួលផលពិបាកអីខ្លះហ្នឹងបាទសូមដល់ខ្លីបំផុត1នាទីបាទបាទសូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់ពេលវេលាបន្តិចទៀតនេះគឺយើងដឹងថាកម្ពុជាបាទកាន់តែស្អិតប្រមូតជាមួយចិនទោះបីក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីធានាឲ្យបាននៅដំណើរការនៃការបដិសេធកិច្ចហ្នឹងយើងត្រូវមើលថាតើប្រទេសណាជាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវដោះចោលសត្វប៉ាទី21អញ្ចឹងតាមការប្រមាណរបស់ខ្ញុំគឺចិនមិនអាចជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចតែជាមហាអំណាចពិភពលោករហូតដល់ចប់សតវត្សទី21នេះទេហើយរូបិយវត្ថុរបស់ចិនយន់មិនអាចផ្លាស់ប្ដូររូបិយវត្ថុដុល្លារនៅរហូតដល់ចប់ដំណាក់សតវត្សទី21នេះទេហើយនឹងដឹងថាការវិនិយោគរបស់ចិនភាគច្រើនគឺមិនទាន់មានឲ្យគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្វះគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អវាជាឱកាសនៃអំពើពុកលួយជាឱកាសនៃការលាងលុយកខ្វក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋរដ្ឋមិនអាចហៅថាផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មដោយដំណាក់ភាពឲ្យស្មើភាពនៅលើក្របខ័ណ្ឌនៃការប្រមូលពាណិជ្ជកម្មដោយស្រីទេយើងឃើញថាយើងបញ្ហាប្រឈមច្រើនតើតើនៃការលោកបណ្ឌិតរវណៈបាទយើងនឹងបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវនៃការពង្រីកអធិពលប្រាក់យន់ចិននៅលើអន្តរជាតិជាពិសេសនៅកម្ពុជាយើងជាបន្តទៅទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីយើងនៅពេលនេះហើយដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរហើយសូមជម្រាបលាប្រិមត្តអ្នកតាមដាន